Ngọc Hưng xin kính chào quý khán giả thân thương của đài truyền hình Vietface TV. Kính thưa quý vị, ông bà ta thường nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, đôi mắt là điểm đầu tiên thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người lần đầu tiên gặp mặt. Tuy nhiên, không phải ai sinh ra cũng được sở hữu một đôi mắt xinh đẹp. Và chính vì thế, nhiều người đã tìm đến với phẫu thuật thẩm mỹ để có một đôi mắt hoàn hảo hơn, một đôi mắt xinh đẹp hơn. Thế nhưng rất tiếc là có nhiều trường hợp sau khi phẫu thuật thẩm mỹ xong thì lại có những biến chứng mà không ai mong muốn. Đó là mí bị sụp hoặc là mí dày, mí cộm và đáng sợ nhất là mắt trợn và nhìn không tự nhiên. Kính thưa quý vị, nguyên nhân và những cách khắc phục là như thế nào? Ngày hôm nay Ngọc Hưng xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ Tú Dung. Ông là giám đốc điều hành của thẩm mỹ viện JW Hàn Quốc tại Việt Nam, thẩm mỹ viện số 1 tại Việt Nam, tiêu chuẩn 5 sao của Hàn Quốc. Ngày hôm nay Ngọc Hưng xin mời quý vị cùng gặp gỡ lại với bác sĩ Tú Dung. Ngọc Hưng xin được kính chào bác sĩ. Chào Ngọc Hưng ạ. Chào khán giả chương trình Vietface TV ạ. Dạ, kính thưa bác sĩ, hồi nãy thì Ngọc Hưng vừa chia sẻ với quý khán giả đó là ai cũng ước mong có một đôi mắt đẹp, bởi vì đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Tuy nhiên khi mà có nhiều người họ sinh ra có những cái đôi mắt họ không có vừa ý thì họ phải tìm tới phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng mà có nhiều người phẫu thuật thẩm mỹ xong là bị mắt hai mí rất là giả tạo, và đáng sợ nhất là mắt trợn, mà cũng trợn trừng như thế này, trong khi ngủ cũng vẫn đang trợn mắt. Thành ra là thưa bác sĩ có thể chia sẻ thêm về điều này được không ạ? Vâng ạ. Thì thực ra thì phẫu thuật thẩm mỹ thì có rất nhiều cái dịch vụ để làm, mà mắt là thẩm mỹ mắt là một trong những cái dịch vụ làm nhiều nhất. Vì sao? Người Á Đông mình người thích mắt hai mí, hoặc là người có hai mí thì khi mình lớn tuổi tác thì mí sụp xuống, nó làm không rõ hai mí, da nhăn nheo sụp thì đa phần người ta làm cắt mắt hai mí, tạo mắt rõ một mí thành hai mí. Nhưng mà đến bây giờ rất nhiều bệnh nhân sợ là khi cắt mắt, là sợ nhất là sao? Cắt xong mí rất là to giả, mí trợn, nhắm không kín, mí to mí nhỏ. Đó là những cái phẫu thuật mà mắt là rất ngại nhìn khuôn mặt mình, nhìn vào là đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Mình nhìn vô đôi mắt rất là giả, mí to, nó không nhìn, nó đờ đẳng lắm. Thì đó là một trong những biến chứng và rất nhiều trường hợp gặp rất ngại. Hồi xưa cắt mí mắt cắt rất là hai mí rất là to, nhìn mình to mình thấy. Thực ra người mình ở Đông thì mắt hai mí nhưng mà nó vừa phải, chứ không phải mắt mí to mình thấy giả. Cái cửa sổ này, cái rèm cửa nó lớn quá, quá. Thì rất nhiều người đã bị trường hợp đó. Thì bây giờ cái kỹ thuật cắt mắt đã khác rất nhiều, và mình có thể khắc phục những trường hợp biến chứng như vậy để làm mắt mình tự nhiên hơn. Kính thưa bác sĩ, như vậy thì theo bác sĩ như thế nào là một đôi mắt đẹp? Một câu hỏi rất là hay và rất là thú vị, là một đôi mắt đẹp là đôi mắt như nào? Không phải đôi mắt mình hai mí là mình đẹp, đôi mắt một mí là không đẹp. Quan trọng đôi mắt nó nhìn với có hồn trong đó, và nó hài hòa với cả về cấu trúc gương mặt mình. Ví dụ một số người có mắt một mí nhưng nhìn rất long lanh, rất dễ thương. Một đôi mắt vậy nó phù hợp khuôn mặt mình, mà đa phần người ta hai mí nhưng mà mí nó nhỏ, nó mịn màng, nó không bị sết, nó phù hợp về cấu lông mày, phù hợp mí, cái mí độ cong như thế nào là đẹp. Chứ không phải mình cứ có hai mí, mí càng to càng đẹp, không phải. Nó hoàn toàn không phải như tiêu chuẩn đánh giá. Như vậy thì thưa bác sĩ, nếu mà mình đến gặp một người bác sĩ mà cái tay nghề họ không khéo léo, cũng như cái cặp mắt thẩm mỹ của họ không có cao, thì họ cắt mí sẽ bị mí mắt quá to và nhìn nó mất tự nhiên, phải không thưa bác sĩ? Cái đó là vào cái thuộc phụ thuộc vào cái tay nghề và cái ánh nhìn thẩm mỹ của một người bác sĩ nữa, đúng không ạ? Ngọc Hoàng nói rất chính xác. Về phẫu thuật thẩm mỹ nó có hai yếu tố chính, là tay nghề bác sĩ đó và cái óc nhìn thẩm mỹ của người đó. Ví dụ một bác sĩ ông nói là ông làm có mũi, nhưng mà ông thấy cao vậy là đẹp, như dài là đẹp, nhưng mà thực ra nó không phù hợp với bệnh nhân đó, không phù hợp với khuôn mặt đó. Cho dù ông làm phương pháp giống nhau, là về yếu tố thẩm mỹ, của nhận thức về thẩm mỹ người bác sĩ đó. Thứ hai là kỹ thuật, hai cái quan trọng lắm. Cùng cắt mắt thì sao? Đa phần người ta xưa cái cắt mắt, cắt con mí thiệt to thiệt rõ là chắc chắn. Không phải, cái mí nó phải là tương đối, nó từ 5 đến 7 ly. Cái khoảng cách từ bờ chân mi trên với chân mày bao nhiêu thì mình cắt to. Hốc mắt mình có sâu hay không, cái đuôi mình nó cụp hay không. Ví dụ hốc mắt mình rất sâu, mình cắt cái mí càng to nó càng giật ngược lên, càng sâu. Cái lợn chân mày mình nó quá ngắn thì đừng có cắt mí to. Cái chân mày mình rộng thì cắt như thế nào, cái đuôi mình nó cụp thì nên cắt hay không. Trường hợp mà dư mỡ bao nhiêu, đuôi mắt cụp hay không. Tức là rất nhiều kỹ thuật, nhưng mà mình cắt làm sao nó vừa phải,
nhìn vô con mắt nó có hai mí, nó dư chút xíu da cũng sao hết, chứ đừng bao giờ để nó trợn quá và nó đờ đẫn. Cắt mắt rất rõ mí nhưng nhìn con mắt nó đờ đẫn, nó không có hồn. Mà đôi mắt không có hồn thì nó không sẽ đẹp. Mà chẳng những nhiều khi mình thấy đờ đẫn mà nhiều khi nhìn vào mình hết hồn nữa đó, thưa bác sĩ. Một hôm nghe nhiều người chia sẻ là vợ đi cắt mắt về, tối chồng đang ngủ mở mắt qua nhìn qua thấy vợ giật cả mình, thì tưởng tượng vợ đang trợn mắt nhìn mình. Thành ra đó là những mình nghe nói thì thấy vui mà thật sự là rất buồn cho những bệnh nhân đó, tại vì họ đã tin tưởng một người bác sĩ, họ mong có cùng cặp mắt đẹp nhưng mà họ lại bị những cái biến chứng như thế. Thì làm sao mình khắc phục được những cái ca phẫu thuật mà gọi là phẫu thuật hỏng như thế, thưa bác sĩ? Hiện tại thì tại bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc tại Việt Nam thì chúng tôi phẫu thuật mắt rất nhiều. Và đa phần trong 70% bệnh nhân tới tôi là đã tái phẫu thuật, đã phẫu thuật mắt trước đó. Tức là sao? Người ta tới mình, người ta không hài lòng, cái mí to quá, nhìn mắt nó trợn, nó giả. Đó là trường hợp nhất. Tại sao như vậy? Thì đa phần người ta cắt kỹ thuật cũ là cắt cái mí to, và khi người ta khâu để tạo cái mí mắt là khâu quá mạnh, siết chặt, làm cái mí bật lên. Thứ ba là khi phẫu thuật cắt mắt, người ta lấy mỡ quá nhiều, đó làm mắt rất là trợn và giả tạo. Thế vậy để khắc phục là sao? Mình sẽ cắt lại cái đường mí đó, hoặc cắt nhỏ lại. Mình tách hết cái sẹo cũ ra. Khi cắt hết sẹo thì cái da nó bung ra. Và cái cơ mi á, trước đó nó bị dính á. Người ta sẽ tách ra và người ta nâng cái cơ đơn mi lên và đưa cái da nó chùm xuống, thì con mắt mình tự nhiên sẽ về vị trí cũ. Đó là cái quan trọng nhất. Còn khi đó là trường hợp bệnh nhân đã phẫu thuật mà bị hư. Còn bệnh nhân phẫu thuật người ta cắt, ta lấy quá nhiều mỡ rồi, giờ nhìn hốc mắt nó là sao, bị làm sao? Bây giờ người ta sẽ kiếm mỡ và bì, lớp mỡ bì người ta cấy vào lại để nhìn con mắt mình nó không sâu, không đờ đẫn nữa. Đó là trường hợp đã bị cắt, lấy mỡ quá nhiều. Còn đối với trường hợp người ta đã có mí mắt sẵn bình thường, người ta chưa từng cắt, mà khi lớn tuổi mắt nó sụp xuống hơi dư da dư xíu, thì người ta sẽ cắt đúng cái mí cũ tự nhiên đó, chỉ bỏ một phần da, có thể một phần mỡ thôi, không đừng bao giờ lấy hết mỡ. Vì sao? Cái gì trong mình nó sinh ra tự nhiên nó có, là nó có chức năng của nó, nó có nhiệm vụ của nó, chứ không phải lấy toàn mỡ xong nghĩ đẹp. Lấy một chút mỡ, chút da thì giúp mình nhìn lên mắt vẫn hai mí hơi dư chút xíu là mắt thật, chứ đừng bao giờ mình lấy hết và mình khâu quá chặt mắt, nó sẽ đừng, nó đờ đẫn, nó không đẹp. Cho nên đó là cái tiêu chí hàng đầu của bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ JW Hàn Quốc tại Việt Nam, đó là làm cho quý khách hàng có một cái dung nhan hoàn mỹ hơn, nhưng mà vẫn giữ lại cái vẻ đẹp tự nhiên nhất có thể, đúng không thưa bác sĩ? Thưa bác sĩ, như vậy thì những Ngọc Hân thấy là có những vị khách hàng thì họ lại gặp phải cái vấn đề là cái nếp mí hai bên nó không đều nhau, hoặc là nó để lại những cái thẹo rất là xấu ở bên mí của khách hàng. Như vậy thì những vấn đề này mình khắc phục như thế nào thưa bác sĩ? Đầu tiên phải nói là cái tỷ lệ mắt hai bên không bằng nhau. Khi chương trình trước tôi có nói là khi chia đôi cơ thể khuôn mặt mình ra thì hai bên bao giờ cũng khác nhau một chút xíu. Một bên 55%, bên 50%. Thì mình cũng đừng quá quan tâm là nó khác nhau một chút xíu. Khác nhau 90%, 95% đến 100% hai bên là bình thường. Ví dụ bây giờ mình cắt hai mắt bên to bên nhỏ nhìn vô rất so le thì bắt buộc mình phải chỉnh lại. Giả sử mình chỉnh lại thì mình phải chọn cái đâu mí nào là bình thường nhất, bao nhiêu ly mức độ tự nhiên để lấy đôi mí bên kia để chỉnh phù hợp bên này. Trường hợp thứ hai, nếu có sẹo quá là nhiều thì mình phải tính là cái sẹo này nếu mình cắt bỏ toàn bộ sẹo mà nó thiếu da thì không nên cắt. Trường hợp này có thể mình phải làm sao mình tách hết ra để cái da nó chùng xuống, và mình cắt ngay cái đường sẹo đó, thì khi cái da nó chùng xuống thì cái sẹo nó lún vào trong, nó sập xuống che. Trường hợp thứ ba, mình phải chờ một thời gian để mắt mình nó dư da, nó chùng nhiều rồi, người ta sẽ cắt bỏ cái sẹo đó. Cho nên không phải trường hợp nào cũng có một công thức, và mỗi trường hợp có một cái kỹ thuật phù hợp cho trường hợp đó. Giống như là mỗi người có một cái dấu vân tay khác nhau, thì cái cấu trúc khuôn mặt và mắt nó cũng phải có một cái biện pháp để mà nó chữa trị riêng cho cái khuôn mặt đó và cái người đó. Không thể nào giống như là làm bánh trung thu một cái khuôn ập ra bao nhiêu cái bánh, đúng không thưa bác sĩ? Thưa bác sĩ, như vậy thì ngoài những cái biến chứng mà Ngọc Hân mới trình bày, thì khi mà một người bệnh nhân họ phẫu thuật, họ cắt mắt, còn có những cái biến chứng nào khác không thưa bác sĩ? Bác sĩ có thể chia sẻ thêm với quý khán giả được không? Trong những cái biến chứng mà người ta thường gặp nhất mình đã nói là ví dụ mắt trợn, mắt to mắt này, thì một số trường hợp cũng có thể gặp là người ta cắt mắt xong nó sụp mi. Tại sao sụp mi? Thứ nhất, mình khi mình cắt vô cơ đông mi và mình can thiệp không đúng, mình cắt tổn thương cơ đông mi đó, thì nó sẽ sụp mi. Thì nó sụp mi thì làm cho hai con mắt nó sẽ không bằng nhau, mắt nó đờ đẫn, vẫn có hai mí
Dạ. Trường hợp đó. Nhưng mà thực ra rất là hiếm. Nếu mình làm đúng kỹ thuật thì hầu như không có chuyện đó. Dạ, đó. Dạ. À, thưa bác sĩ, thì hồi nãy Ngọc Hân có từ những chương trình trước thì mình đã chia sẻ là bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc, một trong những tiêu chuẩn mà tiên quyết nhất là bởi vì mình có bác sĩ chuyên khoa, chuyên sâu cho từng lĩnh vực làm đẹp. Vâng. Và bác sĩ cũng có chia sẻ là có nhiều bác sĩ thẩm mỹ là cái gì họ cũng làm cả. Vâng. Họ nghĩa là bao toàn bộ. Dạ. Nhưng mà chuyên sâu thì họ mới có kinh nghiệm nhiều vâng. hơn và họ cái kỹ thuật họ cao hơn. Vâng. Và cắt mắt cũng phải là một trong những cái chuyên ngành mà mình phải được đào tạo đúng bài bản và mình phải cập nhật mới được, đúng không thưa bác sĩ? Chứ đâu phải là mình muốn là mình cứ để như vậy, mình cứ làm cái kỹ thuật cũ rồi nó đẹp, đúng không thưa bác sĩ? Vâng. Thì khi mà tôi được may mắn là ngồi trên chương trình của Vietfest TV trả lời cho tất cả những câu hỏi mà khách hàng nói về mắt á, thì chính tôi được đào tạo rất chuyên sâu về tất cả lĩnh vực thẩm mỹ tại Hàn Quốc. Nhưng khi về Việt Nam tôi cũng làm chuyên một số lĩnh vực thôi chứ không thể nào hết được. Nhưng mà tại bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc thì một người chuyên sâu một lĩnh vực. Ví dụ ở đôi mắt, không phải là đôi mắt tức là không phải bác sĩ mổ hết tất cả mọi thứ, mà ngay tại bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc thì chúng tôi đi là phần trên một bác sĩ khác, phần dưới một bác sĩ khác. Nó khác biệt hoàn toàn. Ủa sao cái kỳ mí trên mí dưới sao mà chia sâu vậy, rồi làm nó như thế nào, bệnh nhân nó để làm chuyện đó. Ví dụ bây giờ nói về mí dưới, người ta cứ nghĩ là cắt lấy da lấy mỡ cho mí nó phẳng nhau là hết. Không phải. Mí dưới mình sẽ làm là cắt để làm cho mí dưới bỏ da bỏ mỡ làm mí phẳng. Mí dưới để làm mí phê để xuống nâng tả rảnh mũi má cần cơ lên. Mí dưới làm cho cái cơ vòng mắt nó tròn nó dễ thương lên. Mí dưới để nâng cả tầng mặt lên. Mí dưới để mở rộng góc mắt ngoài, mở rộng góc mắt rất nhiều kỹ thuật. Cho nên cái kỹ thuật hoàn toàn khác. Và tại bệnh viện chúng tôi là tầng mắt trên một bác sĩ, tầng mặt dưới một bác sĩ khác. Rõ ràng là như ông bà ta thường nói là nhất nghệ tinh thì nhất thân vinh, đúng không thưa bác sĩ? Và nhất là trong cái lĩnh vực mà nó có thể gọi là nó nhạy cảm và nó quan trọng như là lĩnh vực mà làm đẹp cho một khuôn mặt. Bây giờ không chỉ có chị em phụ nữ mà ngay cả các quý ông họ cũng bắt đầu chú tâm hơn trong cái chuyện làm đẹp cho cái bản thân mình nữa. Bởi vì mình đẹp hơn thì mình sẽ tự tin hơn và mình dễ thành công hơn ở trong cuộc sống. Thưa bác sĩ, như vậy thì bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc tại Việt Nam do bác sĩ đang điều hành, Ngọc Hân được biết là chúng ta có những cái phương pháp kỹ thuật tân tiến nhất và mới nhất để mà nó hạn chế những cái biến chứng. Khi mà mình cắt mắt. Như vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm cái đôi điều là tại sao mà những ngôi sao Hàn Quốc họ cũng cắt mắt, tại vì người Hàn Quốc bản thân họ sinh ra là mắt một mí. Mà tại sao họ cắt mắt mà họ đẹp tự nhiên như vậy thưa bác sĩ? Thì đầu tiên phải trả lời cho Ngọc Hân và tất cả quý vị khán giả là cái đầu tiên là cái kỹ thuật tay nghề của bác sĩ rất quan trọng. Và không phải là làm cái gì thì cái người bác sĩ phải hiểu sâu về cấu trúc giải phẫu học. Người học sâu về kỹ thuật và cái yếu tố thẩm mỹ. Đó là cái quan trọng nhất. Khi được đào tạo về thẩm mỹ mắt ở Hàn Quốc thì bác sĩ Hàn Quốc thì bác sĩ Choi mà đào tạo tôi thì ổng chỉ mổ được cái mắt, không làm ngoài gì hết. Và cái lệnh mổ ổng là nó sẽ phun suốt hết ngày này ngoài kia. Và 70% là ổng phẫu thuật những ca mắt đã bị biến chứng trước đó tại Hàn Quốc. Ngay cả Hàn Quốc biến chứng phẫu thuật mắt rất là nhiều. Và ổng làm rất nhiều trường hợp đó. Và khi một khách hàng tới gặp ổng thì ổng khám rất chi tiết. Ổng đo đặt xong ổng nói ca này làm gì, cái này không làm gì. Và ổng phân tích rất là kỹ. Về cái chỉ định, một số trường hợp vô bác sĩ khám xong chỉ định sai từ đầu thì chắc chắn làm sai. Ví dụ trường hợp này vô cắt mí mắt không cần thiết. Trường hợp này phải treo chung mày. Treo chung mày, treo cung trên hay cung dưới. Trường hợp cắt mí mắt bao nhiêu ly, 7 ly hay 4 ly, góc mắt trong hay ngoài có mở hay không, như vậy đều học hết. Và ngay từ đầu bác sĩ hiểu về chỉ định đúng, phẫu thuật đúng. Chứ chỉ định sai từ đầu, cũng như mình làm văn mà lạc đề thì nó sai hết. Cho dù mình làm rất là trơn tru nhưng mà không đúng cái tiêu đề. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Kính thưa quý vị thấy đó, thật sự chọn đúng. Nếu mà quý vị chưa từng cắt mắt bao giờ thì cái việc chọn đúng một người bác sĩ thẩm mỹ để làm cái công việc này là cực kỳ quan trọng. Bởi vì đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, đúng không thưa quý vị? Nhưng nếu như quý vị đã từng đi thẩm mỹ cắt mắt và đã bị biến chứng và gọi là phẫu thuật hỏng, thì cái việc chọn đúng một đội ngũ hoặc là một bác sĩ thẩm mỹ, chuyên gia thẩm mỹ để mà có thể khắc phục cái vấn đề và cái biến chứng này, thậm chí nó còn quan trọng hơn là nếu quý vị chưa bao giờ cắt mắt nữa. Cho nên sau cái cuộc trò chuyện này thì Ngọc Hân nghĩ là có lẽ quý vị cũng đã có thêm được nhiều kiến thức và quý vị biết là cái tiêu chuẩn để chọn một bác sĩ mà quý vị tin tưởng để có thể lần đầu tiên cắt mắt cho mình, hoặc là
có thể khắc phục những cái biến chứng mà trước đây chúng ta đã lỡ mà chúng ta không may gặp không đúng bác sĩ, nghĩa là gặp không đúng thầy đúng thuốc, thì cho dù thuốc có hay cách mấy cũng chữa sai bệnh nó cũng như không, đúng không thưa bác sĩ? Kính thưa quý vị, nếu quý vị có thêm những thắc mắc dành cho bác sĩ Tú Dung, trước khi mà chúng ta chia tay với quý vị thì Ngọc Hân cũng xin chia sẻ một điều này. Ngọc Hân thấy cái tên của bác sĩ nó cũng rất là hay, Tú Dung là một cái dung nhan thanh tú, không biết là lúc trước là bố mẹ của bác sĩ có biết là sau này con của mình sẽ là một bác sĩ đại tài trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ hay không, mà đặt cái tên quá thích hợp. Thưa quý vị, bác sĩ Tú Dung, thì quý vị hãy liên lạc trực tiếp với đội ngũ của bác sĩ Tú Dung ở số điện thoại là 855-567-6888 hoặc là email về thẩmmỹvienhanquoc@gmail.com để được chính bác sĩ Tú Dung và đội ngũ chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu của bác sĩ có thể tư vấn trực tiếp cho tất cả quý vị. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, mặc dù là thời hạn chương trình chỉ có giới hạn mà thôi, cho nên xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Cảm ơn bác sĩ Tú Dung rất nhiều đã đến với chương trình này. Xin chào tạm biệt bác sĩ và cũng hẹn gặp bác sĩ trong một thêm một talk show nữa. Rồi, chào bác hả, chào quý vị khán giả.